Và xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với mình cùng với lời thứ này tiếp với Stick Quân Legacy. Thì trước đầu video các bạn nhớ đã dừng một like một sự ký nhá. Ok, hôm nay mình sẽ làm về gian boss nhé các bạn nhớ, gian boss gian boss đây. Hôm nay mình sẽ làm về gian nhầm cứ đợi có cái gì hay nhá bạn. Hôm nay mình sẽ làm về con gian boss anh em nhá. Ok này, tập về đi rồi gian boss đây. Thì trước đầu video các bạn nhớ đã dừng một like một sự ký nhá. Ok nào thì bây giờ đang chọn số này tên bỏ đi, tôi chú bỏ hết đi. Rồi mình sẽ vào cô điện mà cực khó á, mình sẽ thử cho hai con gian mất đập nhau xem như thế nào. Ok, hết cô. Tắt ultimate people đi em nhé, không cần thiết, cái điều này là không cần thiết anh em ạ. Mình sẽ để kích cỡ nó to nhưng đam nó không tăng em. Mặc dù kích cỡ to nhưng mà không được tăng đam đấy, không được sơn súng tăng đam, sơn súng nhưng không tăng đam. Ok nhau and the fourth. Ok à. Defend and the fourth. Không thể để như thế được, bắn chúng đi. Rồi được rồi, về đi. Ui, em nhìn kìa, sao cái tường, cảm giác cái tường nó to hơn hay sao ấy, sao mình bắn được chúng cái tường kia nhão thế nhở. Rồi mình sẽ cho con kia đập hẹo mình này, đập hẹo em đi. Nheo. Không anh em lại bỏ mất cân bằng, lại chết, nào lên rồi. Và đây là cuộc solo giữa gian boss và gian boss, xem gian boss thế nào là gian boss. Ở chết rõ rồi, đang nằm đặt tay. Mày sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em, là khi quên mất em khi ta tuổi đôi mươi. Hay thế nhở, chuẩn sai rồi. No! Tiếp tục lại nha. Đấy, để chế độ cực khó á. Rồi, phòng chiến cuối cùng mình sẽ cho này. Thế còn xịt. Cuối cùng làm nó mật đâu mày. Thật quá, thế mới là hoán chứ. Để nơi bạn điều khiển. Sức mạnh đối lượng, sức mạnh chiến thể. Thôi đập một phát đi. Ok, lên chín luôn này. Có lẽ là cuộc solo giữa hai con gian boss và chúng ta để xem con gian boss nào tối cường hơn, là chúng ta phải sâu HP nhá. Là một cái 9.000 máu và này 5.000 nhưng mà cứ kệ đi cứ đem nhau đang cho một người thắng hoa. Chưa gì thì mình đã thấy con gian boss bên hàng view này nó khỏe hơn rồi đấy, nó khỏe gấp đôi luôn. 10.000 máu mình có 4-5.000 máu. Rồi. Mình được có 75, 544 à. Ok, quay được giá mạnh kích. Ây giờ, ra gì đấy. Vậy liệu anh ta có thể cân được 2 thằng này không? Nếu ta có thể cân được 2 thằng gian boss và gian leader không? Điều này khá là khó cho anh. Vì hơi khó nên là mình sẽ book cho team nó là cho thêm gian boss chúng tôi là
kia 12, gian bot 12.000 máu với tốc đánh cỡ là 10 thì sẽ phải đối đầu với gian bot sức mạnh là sức mạnh gấp 10 lần. Để xem gian bot nào mới là người chiến thắng em ạ. Ok, get go. Nheo nheo. À nếu mà tức là tôi cho em 20 đi, con kia khỏe gấp đôi mà. Ok, tiến lên rồi. Lên, go, 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 go. Rồi. Mà con kia đánh nhanh hơn và bù lại máu nó giấy hơn anh em ạ. Con bù lại máu giấy hơn thì bù lại đam to hơn. Ui ôi. Nó khỏe à, vãi cứ đi em ạ. Đập được cơ một tí máu của nó kìa. Được rồi. Xin, Vinh, Việt. Cú, 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 cú. Xin vĩnh biệt cô. Ok. Nào thì mẹ đi có số HP đi. Có lẽ là đam không đủ nè mẹ. Mình sẽ cho là người này tốc đánh cũng là người luôn. Ok. Có lẽ mình chiến muốn chiến thắng. Lần này chỉ là một đầu solo 1-1 anh em nhé. Đích thân mình sẽ điều khiển con này đi phá trụ. Phá trụ xong rồi về hồi máu. Hồi máu xong rồi mới đi đánh nhau anh em ạ. Ok. Đích thân mình sẽ điều khiển con này đi. Với con gian mod kia rất là khó chịu luôn. Con lên đây. Rồi. Đam tăng gấp 10, tổng đánh tăng gấp 10. Nhưng mà máu lại không bị trâu như nó á. Máu của nó sẽ rất là trâu. Nhanh lên, một đập reng. Ui, 32 máu. Non. Quá non. Thì con gian bot thần sầu quá khỏe à. Quá ghê gớm. Florentino. Ok. Con gian bot thần sầu quá khỏe em ạ. Nó khỏe à. Siêu cấp luôn. Châu vai. Ok ok. Này lên chơi kiếm sĩ nhá. Được rồi, lần này mình sẽ bút đam lên thành đam 9999 để phá cho nhanh. Này 9999. Này. Bao chạy. Giờ này 1, 2, 6 máu này. Rồi player mình xin đến chặn lại lui về nhá. À đây cái này chị cũng nói rồi. Ở đây à. Đau đấy. Lui về hồi máu cái đang em ạ. Úi xời. Núi lửa phun trào. Ơm 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 ơm. Ok được rồi. Sức mạnh tối cường cho gian mod beat pro. Lên. Quá đẹp cuộc solo giữa Giáo, giáo.
đã thành công chiến thắng. Quá là ghê gớm luôn. Sao mình cứ hay quên nhỉ, Dũng ơi. Sao mình xin người đừng quên nữa. Ok, não to, không bao giờ quên não to. Não to là to nhất, không quên được. Ok. Làm 9999 rồi. Trở lại chiến dịch thôi. Lần này thì chúng ta sẽ có là bọn cung có rồi mà nhỉ. À, từ tắt này đi. Game mà dễ. Ok. Lần này chúng ta sẽ chơi bọn giáo. Ok, giáo đúng 50 con làm sư tử nhá. Cấp to lên. Đấy, to cấp thời lên. Ủa, cái này chỉ là cái màu mè ăn thôi, cái hoa mỹ thôi chứ còn mạnh chưa chắc là mạnh. Được rồi, chiến rồi, chiến luôn. Đã chiến trận số 9. Một, ok. Lui về nào, ta cũng có sức mạnh cho gian bót tối cường. Đấy, chà, căng nhờ. Hồi máu. Đây, chưa được quân tử anh em ạ. Rồi, sai mất tôi cần đấu với binh đoàn giáo rất là đông não để xem đi ông. Là con quan binh đoàn giáo của chúng ta không nào. Quân tử binh đoàn giáo mình xin rất là khỏe nhá. Thôi bỏ đi mà rồi. Thôi bỏ là rất là khỏe luôn. Nguyên giời, xin giàn quân 12.000 máu. Mà bóng của máu đang có 12.000 máu giàn trâu. Cần 2 con giàn quân 12.000 máu. Cần 2 con luôn nha. Tất nhiên là săn bót được hồi máu thì cũng phải được hồi máu đúng không? Còn này em cứ giết thêm sao? Úi giời! Về chưa? Chiến thắng được dàn bot 2.000 máu. Lần này dàn bot sẽ có 12.000 máu. Nhưng với sức mạnh khỏe hơn. Đấy. Đấy, nhưng mà sẽ với cái sức mạnh khỏe hơn. No! Tập này sẽ là 20. Nhưng mà đấy, tập này của dàn bot lần này sẽ là 20. Khỏe hơn khá nhiều đấy. Ok. Vẫn 12.000 máu nhưng mà 20 như vậy. Giáo đã thành công vượt qua thử thách của lần này. Thử thách dàn bot của chúng ta. À, chúng ta sẽ tiếp tục với anh giáo nhà ta. Anh giáo nhà ông giáo nhà ta. Ở đại đội ba có con ba ba nó cắp bảo mà. Ok. Rồi. Dậy đi ông giáo ơi, dậy đi ông cháu ơi. Dậy đi ông cháu ơi. Này hồi sinh hồi sức anh. Như con ở bên ta. Con không như tiểu qua lá quá qua loa qua loa. Giàn mốt cũng được tăng sức mạnh nên bên này chúng ta sẽ được tăng sức mạnh. Bên này chúng ta sẽ có một con thủ lĩnh. Đấy, thủ lĩnh để lên chân thủ lĩnh cho nó có màu mèo ấy thôi. Thủ lĩnh giáo vàng siêu to đồ. Giáo vàng thì chắc cái nó không phải là to còn con kia rồi. Còn cái trần trâu lấy đâu bây giờ. Thủ lĩnh giáo vàng xin sau đít để hóng gió ạ. Này tôi xin đàn 9999 999 đàn rồi. Lên. Trời ơi. Bên này chúng ta sẽ có thủ lĩnh giáo vàng. Thủ lĩnh giáo xem ai sẽ là người thắng đây. Rồi, đi về. Nào, lần này thì bạn sẽ có một con rắn bot với tốc đánh 20 máu hàng 12.000. Ok. Ối dồi. Ok. Với tốc đánh 20 máu 12.000. Vẫn là tôi cầm rồi. Đang làm gì không? Máu tốc đánh 20 liệu có thể ăn lại được máu 12. À, chết đỡ rồi. Quên. Quên chứ tất đam anh em ạ. Gai thế nhờ. Ai em đứng từng thức ra đây chờ thằng em lên bị bắt anh em ạ. Hào án. Tỉnh nghĩa anh em bây lâu này. Chắc là chỉ qua một cái chất mặt em này em ạ. Ok. Enemy chưa sợ. Enemy chưa sợ. Ok. Rồi. Lại anh em nhá. Lên chiến luôn này, không còn giáo vàng, giáo vàng không còn quan trọng nữa. Vàng không quan trọng, không về đâu. Mom giảm xuống, đam giảm xuống đấy hơi lỗi nè mọi người, hơi lỗi.
2000 máu này. Tôi đánh 20 này. Đó, lần này cho 1, 2, 3 bằng 1 hàng. Lên, chiến luôn nào. Ai biết là mình thắng đây chưa? Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, việc của thần quân đánh khỏe thế. Ghê, 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 ghê. Chúng ta có 2000 máu, tôi đánh 20. Vâng, là chơi nhập với 2 con này để mình hát được không? Đây, chỉ còn được làm gì hết. Ôi dồi ôi, tôi dám quân đánh ra má kìa. Chúng ta cần những con mạnh mẽ, siêu mạnh mẽ xem nào. Chẳng hạn như là Atragon, cấu rỉa siêu đau, ghét cô. Ok ok ok. Tất nhiên là phải đông, bởi vì 12.000 máu cơ mà. Rồi được rồi, lên tấn công thôi. Ok, bốn nhá. Dàn quân tốc đánh tối thượng. Để xem liệu là một cái dàn quân tốc đánh tối thượng thì làm như thế nào. Đập không khí hả mày? Nhận, nhận. Đàn quân tốc đánh tối thượng 12.000 máu. Tất nhiên là mình sẽ để cho nó chụp trong một thời gian. Thế được rồi, giờ hãy tắt nó đi. Lui, tấn công. Giờ liệu đàn quân tốc đánh tối thượng có thể làm được gì? Mình gần, nhưng mà tấn công không bỏ. Ôi, em tính cảm giác được quá. Giỏi, đập kinh quá. Không ngờ gian quát tông đánh tối thượng là khỏe như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nếu như chơi nhất nhà thì thắng chắc, nhưng mà vậy hơi mất cân bằng. Giờ sẽ đến với người ta tanh đi từ bị đoàn tanh đi từ hung hãn. Nhân lúc team nó đang bận đấm nhau mình sẽ chờ là một cung đấy. Từ từ chơi lại anh em nhé, đây chơi lại. Rồi là một con cung này, đam tăng lên 9999. Nên bắn đúng phát thôi. Nheo. Đây là một thủ đi, baby ơi, baby ơi, baby ơi. Nào, ra leader là một thủ khá khó nhằn vì không thể bật lùi được. Căn bản thì con này không thể bật lùi được các bạn. Ok. Được rồi. Nào, lần này tôi sẽ đối đầu với gian boss 12.000 máu, tốc đánh tối cường. Gian leader có thể làm gì không? Với một lượng gian leader khá là đông. Ok, vài người mà nhiều đông quá là sợ đấy. Wow, ơi. Không ngờ gian quân tốc đánh tối thượng đập cơ à. Không có người. Uầy. Không bỏ rồi, gian quân tốc đánh tối thượng khỏe quá. Auto click thôi. Auto click thôi nhưng mà trời ơi, thêm quân ra phòng thủ. Lên chiến tuyến phòng thủ thôi. Ok ok. Cái này trời rất rất là đông rồi đấy. Ở đây mà không ăn được thôi tôi chỉ qua không. Đàn leader đang đánh từ tháng 1. Wow, vậy à? Úi trời. Nói chung thì cái này thì vẫn chưa coi là đã chiến thắng được vòng này. Căn bản thì nó vẫn cần phải rất là đông, nhưng không phải cần phải đám bê con đấy. Nói chung thì bây giờ khá khó để gian quân tối cường này các bạn. Ok. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Lần này chúng ta sẽ thử nhá. Rồi. Tiếp tục nào, lần này chúng ta sẽ chơi Gian Xì Tôn. Ok. Gian Xì Tôn. Xinh. Ok, lên bắn đúng phát nổ trụng. Nheo. Nheo. Ok à. Rồi. Ôi ôi no no no, chơi lại chơi lại. Mình khinh nhỏ ơi, mình khinh đẻo ơi. 9993 số 9 luôn cho nó chắc. Ok ok, lần này sẽ có Gian Stone anh em nhá. Ok. Gian Stone, vâng. Lưu về phòng thủ đi, Gian Stone anh em sẽ cho là bao nhiêu con này. Đổ đến số 50 nhá. 1, 2, 3, 4. Ok, lên số 51 rồi, không sao. Nào, với số lượng Gian Stone đông đảo như thế này, liệu Gian Stone có thể ăn được không nào? Gian Stone vs Gian Mod để xem ai sẽ là người chiến thắng. Tất nhiên team bạn sẽ được là 12.000 máu em ạ. Thế nào, 12.000 máu. Uầy. Uầy, cái gì đây? Sao
bọn da stone thậm chí mình đang để sức mạnh tối cường mà nó còn không chạm được vào cái lông nách của con kia mẹ. Siêu đông luôn anh em ạ. Vậy đã được chưa? Thần thùng nhìn em quay ước mi mãi, anh cũng chết lặng trong mưa. Dù rằng đêm đêm đã có ai, nhưng đời đấy vẫn còn chờ phần là làm sao chăng. Thế nhưng chỉ toàn chúa cay. Ok bạn rồi. Ui đúng đúng cái lúc mặt trời, mặt trăng trên mặt trời này. Rồi thật thực. Vâng và đây là cuộc solo giữa Zanbot và Zanson. Lần này Zanbot sẽ không được máu. Xem liệu Zanbot có thể ăn làm được không? Không được hút máu luôn anh em ạ. Không được hút máu con đánh con da sâu da ba lá kìa. Chúng ta sẽ đưa đến binh đoàn. Binh đoàn giáo vàng là đông đảo. Ui binh đoàn giáo vàng đang rất là căng. Yeah, rất là đông quân giáo vàng căng quân. Liệu binh đoàn giáo vàng có thể phòng thủ được trước gian bất tối cường không? Con này cũng chưa được 20.000 máu nhá. Ok rồi anh em, như anh em đã nghe câu cái gì nhỉ, nếu chúng ta không khắc đấy, câu châm ngôn của Lý Tiểu Long đấy, nếu chúng ta không khắc chế được con gì thì chúng ta sẽ nên sử dụng con đó. Ok ok, nếu chúng ta không khắc chế được con gì thì chúng ta hãy pick con đó. Châm ngôn của mình là thế. Lùi hết về đi baby ơi. Ok ok, bật tập lao cả hai bên to kiểu tự bánh của mình nhá. Nào lần này thì chúng ta sẽ có là gian bot sức mạnh tối cường đấu với gian bot cũng là sức mạnh tối cường. Được thì ta hãy pick cái đó. Đấy, châm ngôn đạo lý các thứ các kiểu qua này đi. Vâng, con kia sẽ bị cấu máu trước này là mình sẽ cho nó bất tử tạm thời trước này. Rồi cuộc solo giữa gian bot và gian gì mình cũng chả biết. Ủa ơi, sao nó khỏe dữ vậy? Wow, quá ghê. Trai bên. Ok, lên lên em sẽ lên đập 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 tượng luôn anh em nhá. Tại nãy không may mình để xuống nơi ấy nên là hơi dém. Này, này giáo này vào đây. Mula mula. Nhân nhân. Ok, gõ phát đi. Ôi máu. Máu mất ít quá. Ok. Nào lần này thì chúng ta sẽ có một cuộc solo rất là căng thẳng. Mình sẽ lên mình dụ để cho nó mất cái đập chân điện đấy. Được rồi. Lần này chúng ta sẽ cùng xem ai sẽ là bá chủ mình hay nó. Vào quay cuộc chiến rất công bằng giữa gian bot và gian bot. Uầy sao gian bot nó khỏe như trâu như chó vậy. Số HP lên xem tại sao mình cũng 12.000 máu. Nó cũng 12.000 máu. Mà tại sao mình lại héo cho nó nhỉ? Chả nhớ đam của mình không bằng đam của nó. À đam của mình không bằng đam của nó anh em ạ. Bảo sao? Đam mình không bằng đam của nó. Vâng. Cuộc đời thật lắm trông gai. Nhớ sao mình lại đẹp trai thế này. Người con ở bên ta còn gớm. Wow, cao 60 mét luôn. Sức mạnh tăng lên gấp 10 lần. Tưng 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 tưng. Lần này chấp cả lo gian bot kia cũng không đánh lại được đấy bạn. Chấp cả lo thằng gian bot kia cũng không đánh được nhá. Tưng 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 tưng. Nhưng lấy đàn đều qua lo linh tinh không thể nhận. Ui giời. Thèn. Đơn giản anh em ạ. Ok. Wow, mất nhiều máu quá. Ok. Bật gút mốt lên. Tí bạn được bật gút mốt lên.
xem hai thằng gốc mút đấm nhau sẽ được cái gì không nhỉ? Ok. Con ở bên ta sẽ là đám sớm nào? Hai thằng bật gốc mút đấm nhau thằng là sớm. Ok ok. Số HP đi. Máu cứ hồi lên thành bạch như thế này à. Cho tìm bỏ ra trước, tìm bạn bỏ ra sau nhá. Ok. Một con khác thì con kia bị lỗ này em ạ. Lỗi rồi. Xem nào, chấp cả lo anh đang quát ăn. Ok. Đây con dân mút lắm rồi nhá. Nãy giờ nó cứ cầu à, mình không may toàn mình toàn vấm nhầm cho nó. Lần này chọn hai con là nó máu này. Ừ, một con rồi. Quá khổ lỗi, quả này là phải ăn được chứ. Cay lắm rồi em ạ. Nãy giờ toàn nhám xít thì bực lắm rồi đấy. Mấy anh vã cho mấy phát này. Tại mình gỡ của mình ra trước nên là mình không đấy. Ừ đúng rồi, đập đi, mình lại hồi máu mà. Đây, lần này sẽ bỏ ra này. Team bạn sẽ có gót môn này. Ok rồi. Và đây là cuộc solo giữa gian bot siêu tốc lộ, gian bot nhỏ hơn. Đi con ở bên ta, con thơ này thì láo cái tui tuổi nhá. Thử thách gian bot, ăn lại được gian bot 12.000 máu khá là khó đấy. Đúng là lấy độc trị độc anh em ạ, nhưng mà độc khỏe hơn thì trị được độc yếu hơn. This is not... Wow, nghe anh ta hét chất quá. Ghê. Kinh, ghê. Nhưng mà thôi, checklist mình kết thúc các bạn. Nếu mà là ai thì mình like xin nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.